Vâng. Em chỉ có thể em nghe điện thoại của ai đó. Thì máy tính họ thì máy họ tính cũng của được. em thì em Rồi. à. Thế khách mua hàng em có cái gì có Máy cái móc số là em đang mang hơi về mỏng cho đấy xem này. Dạ. Cái mặt hàng này nó là cái mặt hàng đặc trưng, nó là hàng hàng thủ công. Đối với mình suy nghĩ thì nó không có gì nghiêm trọng cả. Rượu thì đây là cũng là rượu, cũng là chất lượng chứ không phải là rượu các bạn. Thì giá nhất là cái bình này thì bình 20 lít này thì 2 triệu. Giá nhất thì có bình nhỏ thì có 350. Giá nhất bán ra thì 3 triệu mấy. Còn những cái bình như kiểu bình đinh năng kia là mình đổ vào, mình đổ rượu vào. Thì cái rượu đấy là rượu ngon mà mình bán cái hàng này là mình bán là mình để mình giữ khách. Để mà khách mua lâu dài mình cũng không bao giờ mình dám bán hàng với bạn. Thì họ nói với em là cái động vật này là họ nuôi kiểu dạng là chữa thuốc về xương khớp các kiểu ấy. Thì như kiểu là thuốc nam gì đó thì họ bảo là được phép bán. Thì em cũng cũng mới nhập về thì em cũng mới bán rồi em cũng không rõ có được phép hay không. Đối với những động vật hoang dã này, chúng tôi đã phải như là phối hợp với tất cả các cơ quan chức năng như quản lý thị trường, về kiểm lâm để làm sao mà xử lý triệt để các đối tượng kinh doanh và buôn bán những loại sản phẩm động vật này. Hay là bán trên online luôn chứ Và không